Okay. Chết ra rồi đó, rồi mình chà cho nó mỏng rồi xong có móng vậy sơn một lớp nhẹ được, nó có loại mịn thì nó hơi mắc tiền một xíu, loại mịn nó mịn lắm, mình cứ rắc nó lên, rắc nó mình giũa nó cũng được, như là loại kiềm nọ thì nó không có ăn, nếu mà nó chạy trong cái da tay sáu chục da mình sẽ lấy thằng kia lại chứ không thôi nó khô hết sáu chục da. Phải dùng alcohol, ăn clean lên. Xong thì mình sẽ phong với chấm.